Đêm tối những ngày này, Hà Nội trở rét, nhiệt độ hạ xuống có khi chỉ còn khoảng 10 độ C nếu ở ngoài trời. Cái rét căm căm, buốt thịt của miền Bắc càng rõ hơn. Nhưng tại bờ hiên của mấy hàng quán ven ga Hà Nội, các chợ đầu mối của thủ đô còn rất nhiều người già, trẻ em vô gia cư, nép tạm để chờ trời sáng. Biết vậy, nhân dịp Giáng sinh, trước khi thời khắc nửa đêm tới, nhiều bạn trẻ lại cùng nhau đến từng khu vực có người vô gia cư để tặng quà. Gọi là quà nhưng chỉ là hộp xôi giò còn nguyên hơi ấm, hộp sữa đậu, tuổi bánh ngọt. Những bạn trẻ này chỉ nán lại đôi phút rồi đi ngay, không ai biết tên, chỉ biết trạc tuổi thanh niên, độ 18 đôi mươi. Nhiều người nán lại đôi chút động viên người vô gia cư vượt qua cơn rét của Hà Nội. Với họ, trao tặng những món quà này tức là có người nhận được quà của ông già noel trong ngày giáng sinh cầm trên tay hộp xôi còn hơi ấm của tình người bà lan một người vô gia cư ôm chặt vào lòng rồi tỉ mẩn xúc ăn còn hộp sữa của tình nguyện viên bà cất gọn vào túi ni lông thấy lòng tốt được cho đi đúng lúc mà nhiều bạn trẻ khác nở niềm vui vì được sang sẻ yêu thương còn với những người vô gia cư những món quà ấm nóng tình người này giúp họ cảm thấy con xã hội ở bên để cố gắng vượt qua đêm bỉ cực để rồi sáng mai lại thức dậy hứng khởi hơn